ba tổ chúng tôi làm lễ trao giải lần 4 cho chương trình đầu tiên trong năm 2022 nhiệm Lào Duyên. Kính thưa quý vị và các bạn, nhằm tạo sân chơi cho độc giả, các cổ động viên trong ngoài nước bóng đá chia sẻ cảm xúc đối với bóng đá sông Lam Nghệ An và cầu thủ Duyên. Báo Nghệ An, công ty cổ phần giải trí VGG phối hợp cùng với câu lạc bộ sông Lam Nghệ An tổ chức cuộc thi với chủ đề sông Lam Nghệ An niềm tự hào Duyên. Cuộc thi diễn ra từ ngày 23 tháng 6 đến ngày 30 tháng 12 năm 2016. Hôm nay tôi xin công bố các cổ động viên đã đoạt giải nhất nhì ba trong hai tuần vừa qua. Giải nhất lần 4 cuộc thi thuộc về tác giả Lê Pháp, báo Pháp Luật và Đời Sống với tác phẩm Bố Chiêm. Xin trân trọng kính mời đồng chí Lâm Văn Đoàn, phó tổng biên tập báo Nghệ An và ông Nguyễn Phong Anh, tổng giám đốc công ty cổ phần sông Lam Nghệ An thuộc thành phố bóng đá sông Lam Nghệ An tổ chức giải nhất. Và đề nghị quý vị và các bạn thưởng thức cho tất cả liên giác báo Pháp Luật Đời Sống với tác phẩm Bố Chiêm tác giải nhì. Chúc mừng tác giả Lê Thanh Hưng thường trú tại xã Chi Lư Xuân Quân với tác phẩm Phạm Mạnh Hùng bài toán Ngô Quang Trường cần giải. Và xin trân trọng mời ông Lâm Văn Đoàn lên trao thưởng cho tác giả đoạt giải nhì. Tiếp theo công bố đoạt giải ba, chúc mừng tác giả Bùi Công Yên thường trú tại thành phố Vinh với tác phẩm Ý Nguyện Không Ngành đoạt giải ba. Và chúng ta cùng chúc mừng cho tác giả Bùi Công Yên. Cảm ơn ông Lâm Văn Đoàn. Cảm ơn quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần trao thưởng tiếp theo cuộc thi trên sân Vinh.